chào cả nhà, lại là Kyle, cây con linh cuộc sống Cali. Tại vì hôm qua thì mình đã đi phát cơm từ thiện cho người vô gia cư hết tới đêm, cho nên mình chưa có để làm kịp cái video. Hiện tại mình có mang máy tính lên đây để làm, nhưng mà chắc không có thời gian để làm kịp. Thì xíu nữa mình sẽ cố gắng về để làm video ngày hôm qua và video cho ngày hôm nay. Rất là đông cho nên lúc nào cũng phải đợi nha các bạn. Thì bây giờ bọn mình sẽ vô để xem đợi khoảng bao lâu nha. Hôm nay sẽ là gia đình mình đi ăn trước birthday của vợ mình. Mai là birthday của vợ thì nhà mình hôm nay ăn trước một ngày. Bọn mình được nghe nói là sẽ đợi khoảng 30 phút nha các bạn. Thời gian đợi 30 phút hôm nay là cũng không quá lâu nha các bạn. Bình thường là nếu mà đi bàn khoảng 6-8 người như nhà mình hôm nay ấy, thì có thể đợi cả tiếng hơn với nhà bạn. Hôm nay là thứ hai cho nên đợi ít hơn. Trong lúc mình đợi cái nhà hàng là 30 phút để được vào ăn á, mình đi vòng khu vực này để giới thiệu cho các bạn mấy cái nhà hàng xung quanh đây luôn nha. Mà đây có Sài Gòn Grand Center nha. Cái chỗ này là tổ chức cái sự kiện cũng lớn ở khu mình mua xe oxy này. Ở đây có cái chỗ mình ăn vừa rồi là Ini á, thì nó là một trong bốn cái chi nhánh ở trong cái khu này, thì nó có bốn chi nhánh cùng chung một hệ thống nha các bạn. Cái The Vogue Kitchen này là nó mở đầu tiên ha. Thì cái này là đồ ăn theo kiểu Mỹ nhưng mà cái vị của nó theo kiểu Việt Nam nha. Ở bên cạnh nó có cái Kỳ Duyên House, chỗ này thì bán mấy cái đồ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng này nọ. Để coi, qua đây nó có phở đá keo. Phở đá keo này cũng nhiều người biết đến ha. Đây, cái tiếp theo nó là cái roll. Roll này của nó là chi nhánh thứ hai của cái DevOps vừa rồi nha các bạn. Cái hệ thống chung hệ thống của nó luôn. Thì để cái roll này thì nó bán chuyên về mấy sushi, rồi có mì Á Đông. Đồng bánh cái tiệm này thì mì cái đồ mì này nọ thì hai mình. Còn tiếp theo Bonchon là gà chiên Hàn Quốc nha các bạn, Korean Fried Chicken. Đi dọc cái này mấy bạn ăn nó cũng mệt luôn nha các bạn. Còn tiếp theo thì mình đây là Kin. Kin là cái hệ thống thứ ba của nó nha, trong khu này luôn. Thì Kin này thì nó bán là đồ ăn của nó là theo kiểu Nhật thì phải, thì cái vị vẫn là vị Việt Nam nha các bạn, để cho tại vì nó bán full Việt Nam mình đó. Còn bên kia Kini chỗ mình chuẩn bị ăn thì nó làm theo kiểu đồ Ý nhưng mà vị vẫn là vị Việt Nam, đồ ăn thì cũng rất là ngon. Giờ bọn mình đã được tới rồi nha các bạn. Đã được được vô ăn rồi. Xung quanh này rất là đông nha. Thì sau nửa tiếng chờ đợi thì bọn mình cũng đã được vô. Hôm nay thì mình đi có vợ chồng mình, bé Nhi, Vi, có thêm hai người bạn. Thì mình vẫn còn thêm hai người bạn nữa. You will hold up to like
Đây là món bánh mì rất là ngon. Món này là mực xào với khoai ăn cũng rất ngon. Lần nào có Nhi cũng uống cái đó á. Giờ mình ăn xong rồi chuẩn bị đi về nha các bạn. Trước khi về mấy bạn nhà mình còn chụp thêm vài tấm hình nữa nha. Sau khi ăn xong thì nhà mình vẫn muốn tiếp tục đi ăn đồ tráng miệng nha. Cái chỗ này là Meat Fresh, cũng gần nhà nha. Thì nhà mình cũng hay ghé tới đây ăn tráng miệng, ăn chơi ha. Thì cái này nó bán giống như đá bèo vậy các bạn. Ở dưới là đá xay như ánh bèo. Ở trên thì nó có mấy cái như là bô bè, mấy cái dai dai, rồi mấy nước, chè, các loại ha. Rất là đẹp. Cái này cũng được rất là nhiều bạn trẻ tới để ăn uống nha các bạn. Đây, chỗ này là chỗ mọi người có thể đứng chụp hình được nha. Đây có hai bạn này đang sắp sửa chụp hình này nè. Thì các bạn giờ thì ăn uống no say rồi thì mình với gia đình về và mình sẽ bắt đầu chỉnh sửa lại cái video mà mình đi làm từ thiện hôm qua nha các bạn. Rồi với lại video trong ngày nữa. Các bạn nhớ đón xem video đi làm từ thiện nha.